It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard. Trash, got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. Thì sẽ mất ngay, cho nên anh tính là ngỏ ý hai nhà kết tình hôn gia. Hôm nay ngày vui với gian gần xa xa, ta kết duyên vào chồng. Họ hàng người cười nôm na bấy lâu mà anh ngóng trông. Xây đắp ân tình bằng nồng, ba má hai bên cũng bằng lòng. Anh rước em về làm dâu, sang năm nhà ta có cháu. Hai ba mình vô cái chồng cùng chồng luôn, không xây đừng đòi về. Chúc cho đời vợ chồng son có thêm bầy con đẹp ý thề. Nâng chén ta mời rượu mừng, hai cháu tăng lên chứ ngập ngừng. Nhớ lấy câu thề thương nhau, đến khi bác hai mái đầu. Đám cưới hôm nay mời chú Tư. Chú Tư hát bài chú Tư ơi. Không phải biết vương mà thích đu đưa, tại mấy đứa nhỏ nó sung quá trời. Lâu lâu thì mới có ngày vui, nhạc lên thì mình quẩy chen sao cho gã gời. Nè cô ba, có thương thì cô cứ nói ra, để tôi biết mà còn chuẩn bị cao trầu mâm quả để mà mang qua. Nếu mà cô ưng thì mình tiến tới, sang năm tôi rước cô về làm hôn thê. Cày cuốc làm ăn bấy lâu nay chỉ một mình thấy, tụi nhờ nó cưới hỏi lắm tôi cũng cảm thấy nôn ghê. Gác lại một bên là tôi cùng nâng chén, chúc tôi và chồng số một đời vàng son. Hạnh phúc trên đời hỏi mai ai mà có được, chỉ muốn sao cho tụi nó vui hoàng cũng đang có. Cô dâu xinh xinh ai cũng khen tinh mắt ngoan hiền, khi yêu anh hứa sang năm sẽ má xin ba la rước em liền. Chờ lâu thì đâu có hay, chờ lâu thì sẽ mất ngay. Cho nên anh tính là ngỏ ý hai nhà kết tình hôn gia. Hôm nay ngày vui với gian gần xa xa, ta kết duyên vào chồng. Họ hàng người cười nôm na bấy lâu mà anh ngóng trông. Xây đắp ân tình bằng nồng, ba má hai bên cũng bằng lòng. Anh rước em về làm dâu, sang năm nhà ta có cháu. Hai ba mình vô cái chồng cùng chồng luôn, không xây đừng đòi về. Chúc cho đời vợ chồng son có thêm bầy con đẹp ý thề. Nâng chén ta mời rượu mừng, hai cháu tăng lên chứ ngập ngừng. Nhớ lấy câu thề thương nhau, đến khi bác hai mái đầu. Cô ba, thương là thương là thương tới luôn người ơi. Chứ cái gì sống mấy năm cuộc chơi, ước chi thành thôi cuộc đời ta đâu được mấy khi. Vui lên em
em chờ ngày ba má tới mừng xui kiều hồng anh qua đúng ngày mùng ba năm sau làng mình thêm vui. Từng ngày đời chờ hai đứa bên nhau bấy lâu, chỉ mong đôi mình mai sau sống trong gian giàu. Nhà lầu năm tới ra riêng thì anh sẽ mua thêm vàng siêu xe để tặng thằng cu với nàng công chúa. Hôm nay ngày vui với gian gần xa xa, ta kết duyên vào chồng. Họ hàng vừa cười nôm na với lâu mà anh ngóng trông. Xây đắp ân tình bằng nồng, ba má hai bên cũng bằng lòng. Anh rước em về làm dâu, sang năm nhà ta có cháu. Hai ba mình vô cái chồng cùng chồng luôn, không xây đừng đòi về. Chúc cho đôi vợ chồng son có thêm bầy con đẹp ý thề. Nâng chén ta mời rượu mừng, hai cháu tăng lên chứ ngập ngừng. Nhớ lấy câu thề thương nhau đến khi bác hai mới đầu. Gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi, nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô ngõ hoa nối dài. Nhà
nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sâu. Có tầm em thương dâu, có chiều vẫn vương cao, và đào tơ thơm ngát ngát hương trình bàn đầu. Đường về thôn anh con sao ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bông. Nhà em mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn ngược xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hồi mùa lên tiếng ca gộp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui. Ngân, tôi cũng được đại diện cho nhà trai xin đến trình cái lễ nhập gia và tấn lễ, xin mời quý tộc nhà gái dùng chung rượu. Thân quan đón mừng họ nhà trai vừa mới đến, vậy trân trọng kính thỉnh quý ông, quý bà, quý bác, chú, cậu, dượng, cô, dì, mợ, thím cùng anh chị em xin bước vào tư gia để dùng bữa tiệc trà. Vậy trân trọng kính thỉnh. Có quay phim thì mời hai ông xuống. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao tông qua có đôi phương quang, ý thiết tình chàng một già sắc son, mắm quá cao trầu để duyên mái đầm sâu, rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu. Nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa, mau tới đây mà xem, mấy cô phụ nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 kìa, xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa, khăn đóng áo dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 kìa, mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm hào hợp, đám cưới tưng bừng qua tiếng hát lời ca, càng chén nâng ly mời cô bác gần xa, mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm gió cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm lòng. Và hôm nay cái ngày thành hôn của hai cháu bên tộc họ nhà trai chúng tôi đến gồm có bốn mâm phẩm vật, trong đó có rượu, trà, bánh và đường bột ngọt để trước dâng lên cúng cụ quyền, sau quý tộc nhà gái dùng cho tộc họ nhà trai chúng tôi xin kính trình. Thôi tôi cũng xin đại diện bên họ nhà gái để nhận lễ. Hôm nay là ngày trọng đại của hai con của mấy cháu và hai bên thông gia nam và nữ, ông và bà để dâng nén hương để cầu nguyện cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc. Vậy trân trọng kính mời hai thông gia bước ra, hai bà hai ông. Kính mời hai thông gia hướng về ngôi của quyền thất tổ ông bà kính lễ ba xá. Kính mời hai thông gia chắp tay lên trán để nguyện hương. Nam mô A Di Đà Phật, cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, lòng khẩn nguyện tổ tiên chứng chiếu, nhờ ơn trên đất thuấn trời nghiêu, hai nén hương khói tỏ phủ chiều, đôi hồng rất sáng soi tuyệt diệu, nhờ tơ hồng che viên kết tóc, ơn bà Nguyệt thắt chặt mối hồng châu. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 niên Nhâm Dần
hai thông gia phủ phục khẩn cầu cho đôi trẻ thủy chung vạn đại A Di Đà Phật. Mời hai thông gia kính lễ ba sát và đồng thời thượng hương. Chắp tay lên trán để nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, chí tâm đảnh lễ Phật đài. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 niên nhâm dần. Hai thông gia khẩn nguyện là ngày thành hôn, cầu Phật tổ hiển linh chứng chiếu, độ tân lang cầm sắc bá niên. Nam mô A Di Đà Phật, kính mời hai thông gia kính lễ ba xá. Mời hai thông gia trở lại vị trí vừa mua trên trà. Kính trình với quý tộc nhà gái, xin quý tộc nhà gái dùng chung rượu để chứng kiến cho cháu làm buổi lễ lại củ quyền, lại Phật và lại họ. Xin kính trình. Mời rượu con. Mời. Cái khà để trở nặng cho mấy ông ngoại, ông nội rồi. Thôi, lại rồi. Đưa tay ra đằng cho chụp hình đấy con. Đưa tay ra ngoài. Rồi, quay vô. Rồi, lại, bước lại đi con. Chung lại luôn à. Rồi bây giờ ông cho con quỳ gối xuống lại luôn con. Nó cho ăn bánh mì mẹ nữa. Rồi đứng dậy xá đi ạ. Rồi đứng lên con. Xá hay xá. Chắp tay lên kính lễ Phật ba xá. Rồi con chắp tay lên lắp lên trán rồi. Rồi xá xuống ba xá. Rồi quỳ gối xuống rồi. Thôi được rồi. Quỳ gối xuống. Mấy cha hai xã có không? Đây vậy. Rồi quay mặt ở ngoài. Rồi, con rót rượu con. Và kính thưa quý hội đồng lượng tộc, kính với quý tộc nhà gái, qua cái phần cháu gửi nó làm lễ lại cụ quyền, lại Phật đã xong. Và tới cái phần mà cháu làm lễ lại họ. Lại họ đây là lại những vị tiền bối ngày xưa. Và hôm nay có khai trồng mâm rượu như thế này là nhờ công đức của quý ông quý bà. Như vậy là cũng xin ý với quý hội đồng lượng tộc với quý ông quý bà cho cháu tôi nó lại nghi thức lễ nghi như thế nào. Xin ý hồi để xá đi mấy quý ông ơi, cho cháu xá hai xá đi. Rồi cũng tay tròn xá ngay trước hai xá con. Dạ qua cái phần mà tôi cũng hướng dẫn cho cháu rể làm buổi lễ lại của quyền, lại Phật và lại họ đã xong. Và tôi cũng xin nhường lời lại cho đại diện bên nữ chủ hôn hướng dẫn cháu rể ra mắt giai cấp của quý ông, quý bà, bác, chú, cậu, dượng, cô, dì, thím, mợ. Xin trân trọng kính mời. Cháu bước lại đây, cái cháu bưng cái khai này lần trước và dùng cho Út gót rượu. Bữa nay con làm đi. Dạ kính giờ... thưa lưỡng tộc cùng quan viên hai họ, nhờ sự cho phép của ông đại diện họ nhà trai, vậy tôi xin thỉnh ông bà hiện tiền. Vậy trước nhất trân trọng kính thỉnh ông cốc, ông nội, ông ngoại, ông bà con bên nội, ông bà con bên ngoại, thân tộc láng giềng giai cấp là ông, từ ông trưởng tới ông thứ, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu nó làm lễ thành hôn ngày hôm nay. Vậy trân trọng kính thỉnh con ơi, vô vô rượu cho mấy ông đi con. Xin ngỏ ý cùng quý ông cho cháu làm lễ thế nào, phát biểu lên, xá hay lại? Xá thì xá thẳng đi cho. Cung tay xá ngay trước, tay xá con. Dạ kính thưa hội tập, kính thưa hội đồng lớn tập cùng quan viên hai họ, giờ làm lễ bên ông đã xong cái lượt phần làm lễ bên bà. Vậy trân trọng kính thỉnh bà cốc, bà nội, bà ngoại, bà con bên nội, bà con bên ngoại, thân tộc láng giềng giai cấp là bà. Từ bà trưởng tới bà thứ, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu rể nó làm lễ ngày thành hôn hôm nay. Vậy trân trọng kính mời quý bà. Đứng rồi nè, em đứng tới bà đây luôn nè, em đứng tới đây nè. Hồi nào, 1, 2, 3. Rồi, hai bà đứng ly nè, đứng ly giùm con hai bà ơi. Làm ơn uống cạn giùm nha, không cạn là tôi không chở đó. Ngỏ ý cùng quý bà cho cháu làm lễ thế nào, phát biểu lên. Xá đi con ơi. Xá đi. Xá ngày trước hay xá đi. Dạ kính thưa lưỡng tộc cùng quan viên hai họ, và mà làm lễ ông bà đã xong, đây đến phần làm lễ cô bác. Vậy tân cộng kính thỉnh bác chú cậu bác chú cậu dượng trong đó có bác xuôi, bà con bên nội bên ngoại, trong thân tộc láng giềng là giai cấp, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu rể làm lễ ra mắt ngày thành hôn hôm nay.
Rồi con góp đây. Rồi mai hai ông nhìn giống kính giùm con này, hai ông ơi. Rồi hai ông giữ cái vụ nhìn giống kính nha. Em nhìn giống kính nè, cười lên nè. 1 2 3. Rồi rồi cạn ly hai ông ơi, hai ông cạn ly giùm con nha. Xin ngồi, còn bác vô cầu dượng cho cháu làm lễ thế nào phát biểu lên. Tiếp là trân trọng kính thỉnh bác thiếm cô dì mợ, trong đó có bác xui, bà con bên nội bên ngoại trong dân tộc láng giềng là giai cấp, xin vui lòng bước đến khai diệt uống đôi chung rượu để cho cháu làm lễ ra mắt ngày thành hôn hôm nay. Vậy trân trọng kính thỉnh. Có không ở ngoài thì bước vô. Cho con trình cái lễ lập xong và cho cháu dâu ra để hai đứa nó khui mâm chầu. Rồi luôn thể là dương rượu cho cha mẹ hai bên. Rồi thống nhất. Rồi giờ giúp mà thì đây thôi con cũng đại diện cho bên nhà trai cũng kính chú Út một chung rượu. Hai chú cháu mình cũng ly uống trăm trăm thôi. Mày người quá bất chịu mà mời gì vậy? Dạ. Út là cao thủ nghe. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán. Rồi cháu để bông bên đây đi. Trầu thương cao, trầu ước mơ làm sao, câu ấy câu thương trầu, câu ước mơ tình đầu, lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, câu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chuỗi mâm chầu phần đại lộc kính dâng cụ quyền đất tổ ông bà chứng minh cho rễ thảo trước bệ tiền. Chầu này chầu lộc chầu duyên là chầu loan phụng kết nguyện phu thê, tân lang hai họ giao kề cụ quyền đất tổ xin về chứng minh A Di Đà Phật. Hai cháu cúi đầu ạ. Đừng để duyên lỡ làng, muôn đời tình hồng bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp đầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao, câu ơi câu xa trầu. Từ thống nhất của cha mẹ Ruben thì cháu dâu cũng về để mà xin phép để làm lễ cụ quyền, để cho cháu về được phục vụ bên chồng, cũng kính trình với hội đồng lưỡng tộc. Rồi thôi xá đi con. Dạ, con xá hay xá đi con. Xá trong ngoài rồi còn chở vô. Không gian nơi đây thật bình yên, một bờ cỏ xanh tươi mơn man giờ bóng cây, mặt hồ yên ả lấp lánh những ánh nắng mai nhẹ nhàng chạy theo con đường trong sương lãng mạn. Anh đi bên em một ngày mai, cảm nhận ra trong con tim anh rất khó nói nên lời. Mình yêu nhau đã lâu rồi nhưng đôi khi anh vẫn hỏi lòng rằng tại sao. Tại sao chính anh đã khiến em rung động, tại sao có thể trải qua bao thăng trầm buồn vui đắng cay. Dạ kính thưa quý hội đồng lưỡng tộc, kính thưa quý tộc, kính trình với quý tộc nhà gái. Qua cái phần hai cháu làm lễ lập xong đã xong, giờ tới cái phần hai cháu để dâng rượu cho cha mẹ. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành người ơi đừng quên, công
cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người dinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, nhờ ai mà có ta. Thưa quý hầu đồng Lượng Tộc, kính với quý tộc chàng gái, và đến đây qua cái lễ là hai cháu làm lễ lập xong và dâng ruột cho cha mẹ đã xong, thì giờ tới cái phần tôi cũng xin có đôi lời là kính, trước nhất là xin kính làm cái lễ là rước dâu thỉnh họ và luôn thể trình lễ kiếu, xin kính trình với quý tộc nhà gái. Rồi nhận lời. Dạ vậy vậy thì ông đại diện ông làm ơn cái này con cũng dâng cho ông đại diện chung rượu để ông nhận cái lễ là con xin rước dâu thỉnh họ rồi và luôn thể trình lễ kiếu, kính trình với ông đại diện. Kính đưa Lưỡng Tộc cùng quan viên ngay họ, giờ thì bên họ đại diện của họ nhà trai để thỉnh bên họ nhà gái để đưa cô dâu về bên chồng. Vậy ông bà cô bác bên này mình có cách để chuẩn bị để đưa cháu nó về bên chồng được không? Bao nhiêu lời trên hết. Nhìn ra mày dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhông xôn xao chào đón, bầy chim nghe sĩ quê quán, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh. Ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng xô con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm. Ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che chia mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào. Em coi anh tính như vậy được không? Được em không? Ơi anh nói cho em nghe,
bao nhiêu cô trong xóm hay lăm le qua khôi đồng nội người đẹp cù lao thả môi thả thính nhưng mà ai ai đâu kè. Người cảm của anh là duy nhất chỉ một lòng một dạ yêu em mãi về sau. Sông có cạn hay sỏi đã có mòn như đất trời làm chứng anh chẳng nuốt lời đâu. Trai miền Tây hiền lành và chất phái, chất phái thiệt thà dễ mến lắm em ơi. Chỉ cần em đưa tay gật đầu và đồng ý máu đỏ ruột cây ta xây đến trọn đời. Sầm sinh thông tin thường thình em nghe lòng mình. Bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn dáng tiếng cười. Kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Dùng chung đội chứng kiến cho hai cháu làm bữa lễ lại cụ quyền lại Phật và lại họ xin kính trình dân rượu con. Hai ba bốn rồi xong hai con đứng đó chắp tay chờ là để hai ba rồi quay hai đứa quay ra ngoài và khi đưa đầu lượng tàu qua phần hai cháu làm lễ lại của người là Phật đã xong giờ tới phần hai cháu làm lễ lại họ đến mẹ cháu con. Rồi cảm ơn qua phần hai cháu làm lễ lại của người là Phật và lại họ đã xong giờ tới phần hai cháu đền đáp lời công ơn của gia cấp của quý ông quý bà từ ông nội ông ngoại ông thân tộc ông láng giềng bên nội cũng như bên ngoại xin dùng chung độ để cho hai cháu để đáp công ơn của quý ông. Vậy là bây giờ trân trọng kính mời trân trọng kính mời gia cấp của quý ông nội ông ngoại ông thân tộc giờ có bây giờ quý ông có quà cáp gì làm ơn mấy ông cho tặng để mà hai cháu để đáp lại của quý ông. Đợi ông nội thì tặng rồi lên tiếng trước đi rồi hả ông ngoại. Ôi, ông ngoại ông thân tộc đang dìm bên nội cũng như bên ngoại từ ông hai cho tới ông út chỉ có dùng phương tiện để chúc mừng cho hai cháu. Hai bà ơi, hai bà ơi, nhìn con ấy coi, hai bà cười tươi lên coi. Hai bà, bé hai người rồi, cho mày đi. Bảy người. Hai bà. Cười cười nè, một. Hai bà. Hai bà rồi.
Không, con đi lại gần đó, tại vì tao lỡ tao uống hết rồi sao mà cũng đâu mà dư. Gần đứng hàng gần kế bên luôn nè, cho bạn. Con đứng đó đi. Con đứng đó rồi. Gần qua giữa mà vậy. Đi mời gian cấp của quý ông, quý bà. Từ bà hai cho tới rồi dắt đi, dắt đi giờ không ai gọi dắt đi rồi bà ơi dâu rể ơi chú rể hai bà ơi hai bà chú rể đây nè con dâu của dâu đây nè dạ rồi uống đi bà ồ hai bà còn đô mạnh với ta lên ăn hình nhất là hai bà này đó nghe Dạ. Có quà tặng luôn hai bà có quà đã dễ cho thầy cho rồi chưa đang kìa cho cháu rồi thẳng cho cháu luôn bà đây à cảm ơn yêu đây 500.000 bà cho 500.000 bà để tạo điều kiện cho nhanh mình xin ý quý ông quý bà cho cháu tôi nó lại xá rồi xá luôn rồi xá rồi con ơi con xá ngay vô hai đứa xá ngay vô hai xá đi con cũng ta chọn xá hai xá đi rồi cảm ơn bà tới để cho nhanh còn thêm lần nữa thì trân trọng kính mời giai cấp của bác chú cậu dượng luôn để trân trọng kính mời cô dì thím mợ trong đó có bác xuôi bác thân tộc bác láng giềng bên nội cũng như bên ngoại xin đến dùng chung đồ để chúc mừng cho hai cháu của cháu cháu và mở hai cháu kính mời đi nha trân trọng kính mời anh ơi qua đây chút xíu cho anh vô luôn bốn người cho đẹp luôn rồi ok anh ơi thư ký không có thư ký nào ghi không sơ xuất thì mong rằng hai cháu
cũng hướng dẫn cho hai cháu nhỏ sẽ tốt, được lên đường sau này và thành công tốt đẹp trong cuộc sống, cũng nhờ cái công ơn của cha mẹ dạy con, cũng đứng dạy gót đầy hai chú ngựa con. Một năm nhân dân dần và ngày ba mẹ để thành đấu đó cười lên cháu mẹ hai đấy là cái đó là cho cháu một cho con một cây vàng để làm cạn ly đi ba mẹ, cạn ly đi ba mẹ, cạn ly rồi uống đi ba mẹ, lấy lòng ăn để dương cái này phần này chút đi chú đó sẵn rồi mẹ đó quanh kia quanh cho chơi ấy luôn có cày hay bà bò nhà gái và cha mẹ của nhà gái mẹ của cô dâu và hai cháu được làm lễ thành hôn thì bên nhà gái cho hai cháu một cây vàng làm 10 chỉ vàng 24 ca và cái thứ gì và nãy mình nói là một cây thì nó nhỏ hơn 10 chỉ gì vậy quý vị. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ dạy con đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó. Dẫu có sương vui đau buồn, hãy bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ yên yêu dấu. Như vậy là các bạn mà với anh quý vị thì bạn bè chắc có lẽ là bạn thù không bao giờ để tỏ lòng để đáp lời công ơn với chị hai con chúng ta tròn sáng ngày trước hai sáng luôn. Và kính thưa hội đồng lựa chọn, kính thưa quý ông quý bà, qua các buổi lễ đại tân hôn ở đây đã kết thúc và cũng không quên kính chúc quý ông quý bà cùng những người quan khách có mặt trong buổi lễ tân hôn hôm nay năm cũ sắp hết, năm mới bước sang, kính chúc sức khỏe dồi dào, gia đình mình được an khang thịnh vượng bằng sự như ý, xin kính chúc quý khách ơi cho chàng vỗ tay luôn và luôn thể kính thỉnh quý ông quý bà cùng những quý vị quan khách chúng ta hai vợ bà cùng buổi tiệc với gia đình tộc họ nhà trai chúng tôi xin kính thỉnh. Muốn em là má, cũng có anh là sau này. Muốn em là con, một tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường. Phù thề giao mãi, đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì. Thế nên anh phải cố gắng. Bồn ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này. Muốn em là con của tía má anh lâu. Nhị bãi cao đường, phù thề giao mãi. Đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Em ơi, nói nghe nè, người quê mình chân chất, dân nhà anh cứ đi bằng chân đất. Sao trưởng đàn thần nhất lũ nhóc lên bên giống qua đèn cần tất làm vô miền Tây không có như còn phải dễ chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ ba con lối sớm hầu bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê vậy nào người ơi ga ghế dậy đi nè dậy ăn cái gì cho nó một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các tham gia mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ta được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình muốn em là má của con anh là sau này muốn em là con vâng xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hai họ. Chúng ta cùng có mặt nhân ngày lễ tân hôn dành cho chú rể Minh Phương thành hôn cùng cô dâu Xuân Đào cùng với chương trình này.
Kính thưa tất cả quý vị ban khách thân mến, và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng dành đến phút hướng mắt về sân khấu để chúng tôi xin được phép bước vào chương trình làm buổi lễ ra mắt dành cho Đào Nguyên Ương nhân ngày lễ tân hôn sáng nay. Và trước khi bước vào chương trình, lời nói đầu tiên Trần Duy cũng không quên thay mặt cho tất cả những anh em đến từ ekip âm thanh ánh sáng sân khấu Vinh Thủy xin gửi đến tất cả quý vị khách dự lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, tình yêu là một tạo hóa và cũng là một đặc ân mà ông trời đã dành và ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Cũng chính vì lý do đó mà hôm nay đây, chúng tôi xin được phép dẫn dắt tất cả quý vị cùng liên tưởng đến một câu chuyện tình yêu. Và nó đã từng có và tồn đọng trong kho tàng chuyện cổ tích dân gian mãi từ xa xưa và cho đến bây giờ vẫn là một tình yêu muôn thuở. Đó là câu chuyện sự tích trầu cao. Dây trầu quấn với thân cao, phải duyên phải nợ em về với anh. Và hôm nay đây, một lần nữa chúng tôi xin được phép dùng hình ảnh lá trầu buồn cao để nói lên một chuyện tình của một đôi uyên ương rất đẹp đôi nhân ngày lễ tân hôn này. Đó là chú rể Minh Phương và cô dâu Xuân Đào. Qua tình yêu thơ ngây trong sáng của họ đã làm đẹp lòng cha mẹ hai bên. Vì lẽ đó tình yêu đôi bạn trẻ chúng ta đã dần lên ngôi hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hai họ hãy hướng mắt về sân khấu và lắng đọng trong những giây phút trân trọng nhất để chào đón hai nhân vật chính và cũng là hai người trẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất nhân ngày lễ tân hôn sáng nay. Đó là chú rể Minh Phương và cô dâu Xuân Đào. Tình yêu là một phép màu hết sức là huyền diệu, và cũng chính tình yêu ấy đã làm cho hai tâm hồn đang quyện chặt vào nhau, đang khiến cho hai con tim đang hòa cùng một nhịp. Nếu trên thế gian này cái gì cần một nửa thì anh chỉ muốn là một nửa của xin em. Và một nỗi yêu thương hạnh phúc ấy đã được chú rể Minh Phương tìm được ở cô dâu Xuân Đào phân nửa cùng đời mình. Tình yêu đôi bạn trẻ chúng ta đã chính thức lên ngôi hạnh phúc. Ngay bây giờ chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị ban khách là hai nhân vật chính chúng ta trong ngày vui hôm nay. Mà cũng chính vì hai nhân vật này mà chúng ta có được một sự kiện long trọng trọng đại như ngày lễ tân hôn sáng nay. Đó là chú rể Minh Phương và cô dâu Xuân Đào. Xin quý vị chúng ta dành một tràng hô tay hoan nghênh đôi quyên ương. Kính thưa toàn thể quý vị ban khách thân mến, và được một ngày vui, hạnh phúc và trọn vẹn long trọng trọng đại như thế này thì chúng tôi không thể nào không nhắc đến những bậc làm cha làm mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, tạo dựng niềm vui, tạo dựng hạnh phúc cho lứa đôi. Kính thưa tất cả quý vị, công cha như núi cả và nghĩa mẹ tựa biển sâu. Bao năm mưa nắng dài dầu, nuôi con khôn lớn bạc đầu không hay. Mà cũng chính vì công ơn trời biển ấy mà ngày hôm nay đây, chúng tôi xin được khách trân trọng kính mời đại diện ông bà chủ hôn ở họ nhà cha chúng tôi nhân ngày lễ tân hôn này. Đó là ông Trần Minh Hiền và bà Nguyễn Thị Yến Trinh cùng tiến về bục vinh dự. Cha chúng tôi nhân ngày lễ tân hôn này cũng rất vinh dự được chào đón và kết thông gia với đại diện ông bà chủ hôn đến từ họ nhà gái. Đó là ông Nguyễn Công Trường và bà Đặng Thị Hạnh. Xin trân trọng kính mời ông bà chúng ta cùng tiến về bục vinh dự. Và quan viên hai họ thân mến, lời nói đầu tiên chúng tôi xin được phép thay mặt cho đại diện ông bà chủ hôn hai bên gia đình cũng như thay mặt cho cô dâu và chú rể trong ngày vui xin kính đến tất cả quý vị khách dự cùng quan viên hai họ lời chào mừng nồng nhiệt nhất của gia đình chúng tôi.
nhạc được chưa anh ta? Ok rồi. Vô. Ok đâu, anh không có miếng nhạc luôn nè. Hai hò. Và ngay bây giờ cũng được sự cho phép của đại diện ông bà chủ hôn hai bên gia đình, chúng tôi sẽ có đôi lời cảm ơn cùng tất cả quý vị ban khách đến chung vui với gia đình chúng tôi nhân ngày lễ tân hôn sáng nay. Vâng, kính thưa tất cả quý vị ban khách cũng như là quan viên hai hò thân mến, và sau khi những cánh thiệp hồng trân trọng báo tin cùng toàn thể quý vị ban khách cũng như là quan viên hai hò, hai bên gia đình chúng tôi hết sức vui mừng và rất hạnh phúc khi được đón nhận những tình cảm vô cùng quý báu của toàn thể quý vị ban khách. Thứ nhất là không quản ngại đường xa và nhân chút thời giờ quý báu của mình cùng đến đây chung vui với gia đình chúng tôi. Và đó cũng là một niềm vinh dự hết sức lớn lao dành cho hai bên gia đình chúng tôi nói chung, và nói riêng là dành cho hạnh phúc trăm năm của Đô Nguyên Ương trong ngày vui. Và trong ngày vui này, không thiếu chi những điều sai sót cũng rất mong tất cả quý vị lượng tình bỏ qua cho. Và hôm nay đây, những quà tặng hay những lời chúc quý báu của toàn thể quý vị ban khách chắc chắn là những hành trang quý giá nhất dành cho Đô Nguyên Ương đến bên nhau suốt cuộc đời hạnh phúc. Và trước khi dứt lời, xin được phép thay mặt cho đại diện ông bà chủ hôn trong gia đình cũng như thay mặt cho tất cả những anh em đến từ dịch vụ âm thanh ánh sáng Vinh Thủy, xin chúc cho tất cả quý vị ban khách có được một bữa ăn thật ngon miệng và nhiều sức khỏe. Tiếp theo chương trình nghi thức lễ hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến về tháp rượu sâm banh, tháp rượu pha lê, tình yêu rót rượu nhân ngày hạnh phúc của mình. Trọn vẹn, long trọng, trọng đại như thế này thì chúng tôi không thể nào không nhắc đến những bậc làm cha làm mẹ đã có công sinh thành, tạo tầng sớm hôm, nuôi con khôn lớn, tạo dựng niềm vui, tạo dựng hạnh phúc cho lứa đôi. Kính thưa quý vị, làm cha làm mẹ nào khi sinh con ra, nuôi con khôn lớn đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ nào cũng cầu mong sao con mình được bình yên trong cuộc sống, hạnh phúc trong gia đình và thành đạt trong tương lai. Cũng chính vì lý do đó mà ông bà ta có câu: nước biển đông không đông đầy tình mẹ, trời cao lòng lòng không phụ kính được công cha. Vì lý do công ơn trời biển ấy mà ngày hôm nay đây, những ví dụ đầu tiên nhân ngày lễ tân hôn này, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng dâng lên cho cha mẹ để chứng tỏ lòng biết ơn ấy. Đời và niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay, mẹ là tất cả mẹ. Quét lên em ơi, cầm cầm kìm cảm xúc em ơi. Chúc mừng ngay họ được dâu thảo để nguyên, tình nghĩa xuân gia mãi mãi được bền chặt. Một, hai, ba. Bà bắt tay, giật tay coi, nhấc tay coi, để bắt giả gì hả? Thiệt lên, bà tổng thống bắt mạnh mạnh lên. Rồi, dạ rồi. Rồi, hai ông xuống luôn. Di chuyển xuống đi bà, dạ. Di chuyển xuống luôn rồi. Kính thưa tất cả quý vị, mà buổi lễ ra mắt dành cho cô dâu và chú rể chúng ta trong ngày vui hôm nay cũng đã được thông qua giữa ông bà chủ hôn hai bên gia đình. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được kết cho chồng kính mời đại diện ông bà chủ hôn hai bên gia đình
có thể trở về dùng tiệc và tiếp khách. Xin trân trọng kính mời ông bà. Chiếc bánh tình yêu ngọt ngào nhất nhân ngày hạnh phúc của mình. Đã được nắm lấy tay nhau đi đến cánh cửa tình yêu hôn nhân hạnh phúc của cuộc đời mình. Và chú rể Minh Phương sẽ nắm lấy tay cô dâu Xuân Đào bước lên con thuyền tình yêu của cuộc đời mình. Và chính con thuyền tình yêu ấy sẽ đưa đôi bạn trẻ đi đến bến bờ thật là hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị, cũng chính vì thế mà anh là một nửa đời em và em là một nửa đời anh. Tuy hai mà một, trọn đời bên nhau. Tô thằng nhiệt để chúc mừng dành cho Đông Nguyên Ương. Tay trong tay uống chén rượu giao bôi. Nhưng mà chủ đề chúng ta không thể nào thiếu dành tặng cho cô dâu nhân ngày hạnh phúc hôm nay và tại sân khấu này. Tất cả quý vị văn khách cùng văn viên hai họ là điểm chứng minh dành cho tình yêu hạnh phúc ấy dành cho Đông Nguyên Ương. Và ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần chưa? Cô dâu và chú rể sẽ quay mặt lại, đặt tay vào bờ eo thon dịu dàng mềm mại như nước chảy của cô dâu. Nhìn nhau tươi lên dâu ơi. Nụ hôn tình yêu nằm ở đâu biết không? Chỗ ăn cơm mà nhắc lại lần hai. Suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Chờ đợi em mấy lâu nay để kêu anh bằng chồng.
làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua nước dâu. Bằng lòng anh sáng anh ngang bước theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Lại ơi,
rồi, đừng đánh ta nữa, tía má ra đánh đòn em bây giờ nè. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Nói gì nói đại đi. Anh mua vé tàu ra Huế rồi. Sao vậy, mấy năm nay anh ở Vĩnh Long quen rồi, tự nhiên giờ đi gấp vậy? Anh ra Huế xin phép ba mà, để đem gấu trâu vô bệnh hộ em. Thiệt hả? Thiệt. Mà em biết rắn không? Rắn rắn cái gì nói đại đi. Để anh nói cho nè. Từ khi có em đi về, từ khi có em chung thề, lòng anh thấm duyên tình quê. Bà con mắng yêu ta hoài, thằng Lê khéo thương con lại, gái sắc gặp trai tài. Đường quê nở hoa ngâu vàng, cầm tay sướng sao trong lòng, nụ hôn vẫn luôn chờ mong. Mình đi bắn thêm nhịp cầu, để mai mong xin cao trầu, để em khỏi chờ lâu. Ơi ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho dù mùa bội thu mình nở duyên mới, đôi ta đẹp cấn canh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Thiệt hả? Ngày hai buổi anh ra đồng, con em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thua. Chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu lo dân quân. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Vậy là anh về nói ba má anh đi cưới em thiệt hả? Thì cưới em chứ cưới ai chưa, thôi anh đi nghe. Khoan, chờ em chút đi, em vô em đưa anh mấy trái sầu riêng. Thôi, anh người Huế, anh không biết ăn sầu riêng, em còn vui sữa không? Anh này, trời ơi, người ta đưa sầu riêng cho anh ấy, đưa cho ba má, tự nhiên rồi ăn vú sữa. Đâu có vú sữa đâu. Ủa rửa. Ừ, nhưng mà nè, đi lẹ lẹ lên, để trễ tàu ở chỗ này ế luôn á. Thôi, anh đi đi. Anh đi nhớ về nghe. Ơi, ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để bội thu mình nên duyên mới, đôi ta đẹp duyên đời. Rồi anh cấn canh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Nhớ nha. Ngày hai buổi anh ra đồng, con em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thua. Chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu lo dân quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau, em thấy
sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi lời hỏi có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi lời hỏi nhịp cầu tre lắc léo đưa dầu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng long. Âu ơi dí cho mà cầu tre, chẳng ai đang lấp ló đứng chèo ở đầu ghe. Em thấy rộn ràng nghe hương thơm của lúa chín với cánh đồng của bao la. Từ tình cảm với đôi mình em bỏ lại phồn vinh quen đi chốn xa hoa. Miền vườn thắm đượm tình về gọi em là cô ba. Cô ba nón lá âu bà ba, không cần phải lấp lánh thưa cô ba cài lạ hoa. Về miền Tây đất nở phồn xa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi mình xây đắp nên duyên tình, mặc kệ bố ồn ào chỉ yên mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngoài bờ đê, việc nhà và bếp núc đến hoàng hôn lại trở về. Anh ơi ngày phu quy khắp bà sống đều tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có mà lưng chừng. Anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dừa mát trai gái làm chất phát thiệt tha, có anh và em sống mong hai đứa chung một nhà. nhìn nè bên kia sông đám cưới thiệt to, đốt pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao anh ơi anh tính sao hả? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi lời hỏi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi lời hỏi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dầu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ làm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng long. Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em mãi đang lo suốt đời nhau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần đầu gặp nhau con tim xuyên sao. Ôi trời ơi em ơi, người gì mà xinh sao qua dễ thương, anh đây đã yêu em rồi. Bằng lòng đi em anh qua nắm tay xây đắp tương lai lâu dài, gần đầu một cái anh ráng kiếm tiền để mà nuôi em. Giang hai tay sau lưng anh bay mang hồng hai chữ phù thay, mà đôi uyên ương này đâu xin thấy, mà con cô bác ngầm nhìn đê mê. Em đi đâu cho anh theo giấy, nơi khắp biên trời đâu dám buông lơi, đường vào tim anh đây luôn tới ơi ơi tuyệt vời. Nắm tay em cùng qua bao nhiêu khó khăn muôn trùng xa, viết câu ca tặng em khi bên anh đã bao ngày qua. Quyến thương em mà thôi, nụ hồng này không phải vui, từ giờ anh hứa anh chỉ một lòng để dành cho em. Cứ tương tư hằng đêm, hoa xinh ngát hương là em, chỉ mong sao tình mình càng dung phơi phơi xăm đón em về làm vô miền Tây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.